Và chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với channel của mình là Hiếu Béo. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chuẩn bị mang đến cho các bạn một cái series mà mình nghĩ là hoàn toàn mới và khác biệt so với tất cả các series trước mà mình đảm bảo là chưa bao giờ xuất hiện ở trên kênh của mình. Và khỏi để các bạn phải tò mò thì mình xin giới thiệu, hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn cái series có tên là VR, còn chúng ta có thể gọi là Virtual Reality, có nghĩa là thực tế ảo. Thì mình nghĩ cái cụm từ này thì rất nhiều bạn ở đây cũng đã biết nó có ý nghĩa là gì. Thì nếu như các bạn không biết thì VR nó là một cái nền tảng mà công nghệ thực tế ảo. Nó giúp chúng ta có thể tiếp cận được một cái nền không gian đa chiều khi mà chúng ta đang chơi game hoặc là chúng ta thực hành một cái điều gì đó với các cái cỗ máy tính của chúng ta. Và tất nhiên là đi kèm theo nó thì cũng phải là một cái bộ gear mà rất là hoành tráng như mình đang cầm trong tay đây. Thì cái bộ gear này thì mình lấy từ bên Alphard. Nếu như các bạn thắc mắc về cái chi tiết của cái bộ gear VR này, các bạn có thể ghé vào cái link phía dưới, thì mình sẽ để cái link ở phía dưới này. Ok, thì cái game đầu tiên mà chúng ta sẽ trải nghiệm với cái nền tảng thực tế ảo này, nó có tên là Job Simulator, hoặc chúng ta có thể gọi qua loa theo tiếng Việt, có nghĩa là cùng nhau đi xin việc. Hãy cùng xem Hiếu Béo khi ra ngoài thế giới và không phải ở trên chiếc cái máy tính thì anh ấy sẽ đi xin việc và anh ấy sẽ làm việc như thế nào. Let's go! Oh my god! Nhìn cái chỗ này xem! Rộng vãi! Mình nghĩ là chỗ này là chỗ tuyển việc các bạn ạ, nhưng mà chỉ dành cho người đây, bởi vì chúng ta đang ở cái thời đại wow toàn robot. Chỗ này là chỗ bán vé này. Cái này là cái gì? What the fuck? Con này nó cứ nhìn theo mình nè các bạn ơi. Mày muốn gì? Mày muốn gì? Hả? Mày muốn gì? Mày muốn đánh nhau không? Come on. Come on, lại đây. Lại đây. Lại đây. Tao đấm vào mặt mày này. All right. Why don't you grab one of the job cartridges off the table and let's get started. À, con này như kiểu là nó giới thiệu cho mình việc làm gì vậy? Đây như là cái gian hàng. Mẹ. Thank you, human. May I have another? Đây là những cái như là cái thẻ mà chúng ta có thể nhận được việc. Thì ở đây là chúng ta có nhân viên văn phòng là một này. Cái này là gì đây? Cái này là đầu bếp là hai. Store clerk hình như là thủ kho là 3. Hãy chữa mình nếu như mà mình sai. Auto mechanic, cái này hình như là thợ sửa xe. Các bạn biết sao? Mình thì có rất là nhiều người phụ nữ theo đuổi. Ngoài cái vẻ đẹp trai rất là đô con, hiểu không? Như các bạn có thể thấy ở trên facecam đây, thì mình nghĩ là mình có một cái biệt tài rất là hay, đó là nấu ăn. Mình nghĩ mình là một cái đầu bếp rất là giỏi, thế nên là mình nghĩ mình sẽ chọn cái công việc này. Yes, hôm nay chúng ta sẽ cùng đi nấu ăn các bạn ạ. Ok, để coi nào. Hình như là nhét vào đây và cái này như kiểu là băng điện tử nha. Phải không? Giờ sao? À, đúng rồi. Được chưa? Hold on there. Woo! You gotta know how to get back here. You don't want to get lost in a virtual reality. Coi nào. Hit this button. Từ từ. Time to job. Yes. Được chưa? Take me. Wherever you want. Wow! Hello, human. This is an accurate simulation of Gourmet Chef. Giờ làm gì đây? Pull paper when ready. Chúng ta có thể kéo cái giấy này khi mà sẵn sàng đúng không? Rồi, sẵn sàng rồi. Có cái we'll gì đâu? Start by making some breakfast. Turn on the grill and let's get frying. Nói nhiều. Classic breakfast. Mở cái máy này, máy gì? Oh, wow, các bạn nhìn này. Ôi, đây là các cái huân chương danh dự của Hiếu Béo, phải không? Đầu bếp giỏi nhất thế giới. Mình đã nói, mình nói các bạn, mình nói chuẩn rồi mà. Đây, các bạn có thể thấy đây. Đấy, tất cả các cái bảng này đều là của mình. Và đây là nhà hàng của mình. Oh my god. Xin lỗi các bạn vì hiện tại đang mùa đông, mình hơi bị ngạt mũi một tí, hơi bị khịt khịt đó. Không sao. Trong cái thời tiết khó khăn thế này, mình sẽ phải cố gắng thôi. Được chưa? Even though humans spend the entire night in a state of low power consumption, they still acquire food energy as soon as they wake up. Bacon and eggs provide a high energy taste ratio. Bacon and egg này. Bacon and egg là thịt xông khói và trứng đúng không? Trứng thì có thể lấy ở đâu nhỉ? Đây, đây là các cái loại gia vị, hạt tiêu các thứ này. Đây chắc là hoa quả này. Wow, chúng ta còn có nhạc nữa, đĩa này. Ok, tí tao sẽ chạm chúng mày sau. Rồi, thử xem nào. À đây, trứng đây. Ok. Lấy cái gì đập trứng nhỉ? Thử xem nào. No. Vứt đi. Take this away. Tao chỉ cần này thôi. Yes. Yes. Các bạn thấy chưa? Mình đã bảo mình các bạn rồi mà.
À được được, thôi 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 thôi. Giờ bỏ đâu đây? Bỏ vào đĩa. Đóng tủ vào. Đây rồi. Đây đúng không? Giờ sao đây? À đây, cái bảng này là cái bảng quá trình này. Now put your creations on the plate and you can ring the bell to send it out to the restaurant. Rồi à, chúng ta có thể bỏ vào đĩa, mỗi lần bỏ vào đĩa nó sẽ xong đúng không? À nó có cái chuông kìa. Ok. Ơ không được. Yes. Hey, have a nice day. Lấy giấy tiếp vậy. The smoothie is one of the most efficient forms of human food. Smoothie. Simply take some of your inefficient smoothie này như là and put it through the blender. Blender này. À đây. Được chưa? Vãi. Ui, nó lìn như kiểu đầu bếp của Iron Man ấy. Mình có một sự thật muốn nói, đó là mình là Iron Man. Ok, mình không phải là hiệu béo. I'm Tony Stark, motherfuckers. Mỗi lần mà sau khi mình cùng Avengers giải cứu thế giới xong thì mình về đây mình nấu ăn. Có một sự thật về Tony Stark mà các bạn không biết. Ok, hãy nhớ lấy điều đấy. Hỏi chấm hay là cái gì nhỉ? Giờ nó bắt chúng ta bỏ cái gì vào trong ta? Nhìn như kiểu hình quả ớt à. Hình như cái máy là máy xay sinh tố đúng không? Để coi mình có gì trong này. Nó có, mình nhớ là có miếng, nó cho cái miếng bacon vào đúng không? Ô đi mẹ. Rồi, đóng vào. Rồi, giờ có thể làm gì đây? À đây. Ôi xời. À, lấy cốc à? Chết rồi, cốc đâu? À đây. Rồi, cầm cơ đàng hoàng rồi. Đấy, nào. Oh shit man. À để vào đĩa. Ok. À rồi. Yes. Chúc chị có một cốc sinh tố ngon lành. Đây tôi không biết gọi là sinh tố gì, sinh tố đây tôi gọi là sinh tố thịt viên. Và bacon là thịt sông khói. Ok. Đúng là mẹ robot ngu học. Ăn cái đéo cũng được. Bây giờ là phải lấy cái ấm đun sôi này. Phải ấm đun sôi không? Không biết là phải không? Nó chỗ nào nhỉ? Chỗ nào? À đây, dưới đây. Ok. Đây, đổi qua đây. Đấy. Đơn giản. Lấy nước gì? Úi xời. Việc này dễ hơn cả ăn cơm. Rồi, rồi sao đây? À đúng rồi, tất nhiên là cho vào đây. Đúng không? Yes! I'm fucking genius! Rồi. Rồi, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phải cho cái lít tông này vào cốc đúng không? Đây, cốc đây. À, phải đổ nước vào cốc đã. Ok, bình tĩnh thôi. Đấy, đổ phải đổ cao thế này một tí rồi. Đấy, rắc rắc như kiểu đang đi vệ sinh rồi. Đấy, đấy. Đấy. Cái gì cũng phải có phong cách kiểu các bạn đừng có đánh giá mình, các bạn có được là đầu bếp chuẩn men như mình không hả? Nếu các bạn không được thì các bạn im mồm ấy. Fuck you. Cái này là cái cần. Cần gạt à? Khâu với not khâu là cái gì nhỉ? Lạnh với không lạnh. À, sao? À rồi, kia là tủ lạnh, còn đây là tủ bình thường để cất đồ bình thường. Wow. Wow. Bố mẹ ơi. Con xin lỗi, con ở ngoài con không uống rượu nhưng mà trong này sẽ con sẽ phải uống. Có uống được không nhỉ? Rượu vang nho của Mỹ. Mang chất cổ điển từ năm 1990. Đấy như các bạn có thể thấy. Ok. Các bạn không được uống đâu. Các bạn làm gì có tuổi mà vào nhà hàng này. Ok. To cook flat items, humans use devices called toaster. Bỏ vào cái toaster. Máy kẹp bánh mì đúng không? Máy nướng bánh mì đúng không? Đâu ta? Đây. Easy. Easy. Bitch. Vào đây. Ơ. Cái máy này mình mới nhà hàng mới mua các bạn nên là có thể là đầu bếp đẳng cấp như hiu béo vẫn chưa thể quen được. Nói chung là cái gì cũng sẽ cần thời gian. Đấy. Đâu vào đấy ngay. Úi xa. Hai cái đúng không? Hai cái. Ông này uống đơn giản đấy. Uống trà với bánh à? Rồi. Hai cái. Rồi. Get the fuck out of here. You sir have a nice meal, ok? Chuyển cái... chuyển sang nồi từ grill thành pot.
À ui, vãi lìn nồi to thế. Rồi làm gì đây? Sink. Chuyển sang nước này. Rồi giờ sao đây? Đổ nước vào trong cái nồi. Dễ mà các bạn ơi. Đấy, đổ nha. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đến với chương trình hôm nay bạn ăn gì nhớ. Bình thường là ở Việt Nam luôn có các cái chương trình gọi là hôm nay bạn mặc gì, hôm nay bạn mang gì. Thì hôm nay mình Hữu Béo sẽ chính thức mang đến cho các bạn chương trình HN BAG. Các bạn có thể viết tắt của cái cụm từ đó là hôm nay bạn ăn gì. Thì hôm nay bếp trưởng Hữu Béo của chúng ta sẽ giới thiệu cho các bạn salad trộn với các loại thịt đó. Thì nếu các bạn không biết thì đây, cái này lấy được. Đây, ok. Thực ra cái cây này ở đâu thì mình cũng không biết. Đầu tiên là chúng ta cho bạn quả gì nhỉ? Táo à? Quả quả táo. Rồi sau đó chúng ta sẽ lấy chanh, lemon. Đó. Đây tôi sẽ gọi đây là không. Như thế chưa đủ. Còn nữa. Tôi muốn nữa. Lật vào ra. Đây. Các bạn lấy một quả táo to, mình sẽ gọi là quả táo to. Một là quả chanh to và một quả táo đã cắm một nửa. Nhất định là phải là quả táo cắm một nửa. Ok các bạn. Chúng ta cho vào. Đó. Không biết quả gì luôn. Đấy, cho nó chung là hỗn hợp nhá. Sau đó là chúng ta đấy. Đấy, các bạn hiểu không? Ok. Rồi, sau đó đóng các mẹ tủ lại. Sợi. Sợi. Đó chỉ là từ một quả táo to, một quả chanh to, một nửa quả táo nhỏ, hoặc các bạn có thể gọi là quả táo đã cắn một nửa, và một quả cà chua bé. Thì chúng ta sẽ có một cái hộp súp. Ok. Đấy, nhãn hiệu là nhãn hiệu của Hữu Béo, các bạn hiểu không? Rồi. Get the fuck out of here. Just like Mombot used to make. Rồi còn thử thách gì cho bếp trưởng không? Ok. Rồi từ từ mình sẽ đeo găng tay bảo hộ các bạn hiểu không? Đây các bạn thể nhìn thấy đây là găng tay bảo hộ của mình. Đấy, để làm được các cái món ăn mà hoàn hảo nhất đến từng mm cho những người công dân rất là thượng đẳng ở đây trên thế giới, thì chúng ta có một công việc mà rất là khó khăn, rất là nguy hiểm, có thể gây tai nạn bất kỳ lúc nào các bạn hiểu không? Bếp trưởng Hữu Béo của các bạn hôm nay giới thiệu chúng ta sẽ có 4 miếng bánh mì aka là sandwich 1 này. À không. Đây. Các bạn hãy từ từ thôi. Đấy, các bạn hãy rất là từ từ rồi. Đấy, các bạn làm như mình này. Đấy, như các bạn thể thấy. Yes. Ơ còn miếng đâu nhỉ? Đây, lấy tạm đây. Tại sao nó cho mình có 3 miếng nhỉ? Trong khi đây là bảo 4 miếng cơ mà. Rồi sau đấy là đặt thêm một cái quả. Thực ra ở tương lai chúng ta có rất là nhiều loại hoa quả. Bếp trưởng Hữu Béo các bạn là mới thức tỉnh được sau hàng triệu năm trong tương lai. Đấy, bởi vì mình là một cái tài sản quý báu của toàn bộ nhân loại. Đấy, toàn bộ của cả vũ trụ. Vậy nên là đến bây giờ mình được tỉnh dậy thì mình được chính phủ cho một cái gian hàng đẳng cấp nhất thế giới. Thậm chí là ở ngoài vũ trụ như kiểu Star Wars hoặc là Star Trek. Đó. Xong. Sandwich đẳng cấp thế giới. Đấy, các bạn có thể thấy nó còn không thể rơi được. Nó là một cái combo mà hòa quyện với nhau, dính chặt đến nhau, tạo nên một sự hoàn hảo, phải không? Minh chứng cho cái sự hoàn hảo từ đến từ bàn tay trắng của Hữu Béo. Cái này là cái gì đây? Thời thịt sẽ có cả nấm nấm này, kinh này. Mày cho tao miếng thịt hỏng mà thằng ôn này. Rồi chúng ta sẽ chuyển về chế độ grill. Cái điều đặc biệt ở đây là thằng ông này, ông là người Pháp, ông nói tiếng Anh mình không hiểu. Nhưng mà chính vì mình quá giỏi, mình quá giỏi đến nỗi là mình nhìn vào cái công thức của người ta, mình có thể biết là mình sẽ phải làm món gì, các bạn hiểu không? Mình quá hoàn hảo đến mức như vậy luôn. Rồi rồi bây giờ chúng ta sẽ cần một chút rượu, sau đó vỏ đỏ cốc, đúng là phong cách người Nga, người Pháp có khác. Yeah. Nào, do từ từ này. Please have it delivered out to the restaurant at once. Bây giờ để mình rồi. Rồi.
rửa tay cái đã. Cái này cái gì đây? Cái này cái gì đây? À, xà phòng à, ok ok. Rồi, ok, cảm ơn nhiều. Đó. My little Timmy Bot's birthday. Can we get some pizza for the kids? À, ok ok ok, bánh sinh nhật à? Sinh nhật, ok ok. Mình nghe thấy birthday cake. Ô, có hai đứa trẻ con này. What the fuck? Bánh sinh nhật bây giờ ăn lại có cả cà chua ở trong à? Vụ này mới nha. Bây giờ mình biết ạ. Đây rồi. Cà chua lạnh à? Cà chua phải để lạnh à? Ấy, no. 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 Không bao giờ được ăn. Nếu các bạn, đây là chẳng may là đây là do cơn chấn động sau bao nhiêu hàng triệu, hàng trăm triệu năm ngủ dậy của mình. Mình chẳng may mình cho mình bỏ mồm mình ăn đó. Blender hả? Yes. Delicious. Now apply sauce to bread. Yes. We are almost there. Combining the bread with some cheese in the microwave should fulfill all material requirements. Cho vào lò vi sóng này. Mà tao nhớ là làm bánh sinh nhật mà ta. Bánh sinh nhật mà sao lại cho vào cái máy này được. Format đây. Ừ, có vẻ ngon đấy. Rồi. Đấy. Đó. Tao tưởng là birthday party mà mấy thằng chó. Chúng mày lừa tao. Đây là pizza party mà. Yes. Ôi, nhà hay phết nhờ. Rồi. Bếp trưởng cần tập trung. Táo à? Ok ok. Hình như táo đây vậy. Ủa chết rồi, nó vẫn còn cái nước của lần trước. Các bạn biết sao? Fuck it. Mình là đầu bếp giỏi mà, mình có thể làm bất kỳ gì mình muốn. Cái này đó là phải cho vào bánh các bạn. Chứ không phải là đây, không phải là nước. Về tương lai nó nhiều món lắm các bạn. Oh, mình làm sao mình biết được. Timmy is also allergic to warmth. Could you just serve the ingredients raw? You got it. Được chưa? Wow. Thank you. Chúc hai em ăn ngon miệng nhá. Nhớ về lên Facebook cho anh một like, ok? Fanpage là Hiu Béo, ok? Và vừa rồi là những khoảnh khắc ở trong cái thế giới thực tế ảo, hoặc là chúng ta có thể nói chi tiết hơn là ở trong cái tựa game Job Simulator, hay chúng ta có thể gọi là tựa game Đi Xin Việc. Thì mình nghĩ là mình sẽ kết thúc nhanh cái tập này tại đây và mình sẽ cố gắng quay lại sớm nhất với các bạn trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Thì nếu như các bạn thích cái series thực tế ảo này, các bạn có thể cho mình một like cho cái series này, hay cố gắng cùng nhau cho cái tập đầu tiên của cái thể loại này đạt được 1.500 like trở lên. Và nếu như các bạn chưa subscribe kênh mình thì hãy cho mình một cái subscribe và hãy cùng nhau giúp mình đạt được 200.000 subscribe sớm nhất có thể. Vậy thôi, và mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Mình yêu các bạn và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye. Wow.